Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe dòng một rốt đua mang thương hiệu của Gian OCR 3005. Bên em mới về, màu trắng đen, rất là nhã nhặn đó nhá. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thì những cái dòng Gian OCR này thì bên em đã phổ biến và đã từng review rất nhiều qua vừa qua rồi. Thì đây là một mẫu màu trắng đen bên em mới về, mẫu dòng Gian đua OCR 3005, xe làm từ hợp kim nhôm alloy ấy, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ đặc quyền của dòng chính hãng Gian rồi. Nhôm nhôm nhá, alloy X, nhôm siêu nhẹ của đặc quyền chính hãng Gian. Và lần này em về với một chiếc màu trắng đen nữa nhá. Tổng thể xe màu trắng, những điểm nhấn màu đen lên, đường chỉ đen lên, tạo điểm nhấn trên khung xe rất là nổi bật. Tổng thể xe đánh giá tầm 90%. Đây, em đi quay từng chi tiết khung hình xe bác xem. Đây là một mẫu OCR Gian 3005. Và em đã từng review rất nhiều những cái mẫu Gian OCR này vừa qua rồi. Thì đây cũng là một trong những cái mẫu mà bán chạy khá là phổ biến với bên em về mẫu Gian. Và xe có thông số size S các bác nhá. Thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Và đây là QR code chính hãng của xe. Thông số mã vạch của xe vẫn còn nguyên đây. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian. Và em đã từng video trước em nói qua về những cái dòng cổ phốt ghi đông của dòng Gian SL, tức là những cái dòng phụ kiện dòng Gian cao cấp, linh phụ kiện của dòng Gian cao cấp thì thường thường thì có chữ SL đằng sau đó các nhé. Đây, cổ phốt ghi đông của Gian SL đây. Và xe mà được nâng cấp, người chủ cũ nâng cấp thêm cái bộ tay lắm physics, tay lắm thương hiệu của Ý chính hãng. Và đây là những cái lớp li ti nhỏ là giúp nó thoát khí các bác nhé, và không thấm mút mồ hôi. Đây là một trong những thương hiệu tay lắm rất là nổi tiếng của tên tuổi, tay lắm tay cuốn physics. Các bác ở lên trên mạng để tìm hiểu thêm về dòng physics này. Xe được trang bị với tay lắc Shimano chính hãng Claris 8 tốc độ. Với tay phải em cũng được trang bị với tay lắc Shimano chính hãng Claris 2 tầng đĩa. Đằng trước khung xe thì có biểu hiện có chữ dòng Gian chính hãng nguyên bản. Xe được sử dụng với cấu hình phanh 3 mảnh càng nhôm, càng nhôm đúc khung mới Hàn Quốc nhá. Và hầu như những dòng xe cao cấp là thường những cái càng mà nó không hề có mối hàn ở đây, nó là gần như là CNC nguyên khối. Đây trên càng xe vẫn còn cái mã vạch tem hơi bị mờ qua quá trình sử dụng, vẫn còn nguyên bản theo xe đây. Xe được trang bị với cặp vành Bottega nguyên bản theo xe, may ơi của Bottega đây, của ý design đây, Italia. Gạt suốt cũng bỏ Bottega các nhá. Vành 2 đĩa, vành nhôm 2 đĩa. Lốp chọc, lốp ung sư 700 x 25C. Đây là lốp chọc các nhá, chứ không phải bị bào mòn gì đâu. Đây gọi là lốp chọc hay gọi là lốp ung sư, là ung sư chính hãng nguyên bản có xe. Đấy, cũng là tông màu đen trắng theo tông màu của khung xe. Model Gian OCR 3005, cổ phốt và ghi đông chính hãng của Gian nguyên bản trong xe. B
Bùi Đĩa chính hãng Simolo. Bedan đi vòng. Gạt đĩa chính hãng của Simolo Gravit. Và đằng sau xe cũng được trang bị với cặp Mayer, Mutega, vành Mutega nguyên bản theo xe. Đấy. Interior design. Lốp là lốp của chính hãng Gian bác nhá. Đây là lốp chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp của Gian vẫn còn theo xe. Kích thước lốp 700x25C cũng là lốp chọc. Đằng trước cũng là lốp của chính hãng Gian, còn nguyên bản theo xe bác nhá. Và xe được trang bị với 8 tầng lip. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, lên lip đây. Lip còn rất là mới bác nhá. Đây là quan tài của các bác xem. Lên lip rất là mượt mà. Và bên trong cái tầng lip kia thì có cái gạt chắn của lip màu trong suốt, đĩa nhựa. Cho quá quá trình dùng rất là ít sử dụng. Xuống lip đây. Và bên đây là hai tầng đĩa. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, xe rất là mượt mà và không hề có chi tiết nhỏ cả. Và đây là khung hình tổng thể, khung hình xe của dòng Gian Đua Road OCR 3005. Màu tông màu trắng đen rất nổi bật. Cả vành và khung hình xe tông màu rất là phù hợp. Vâng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian Đua Model OCR 3005. Vâng, có giá rất tốt bên em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, cảm ơn các bác. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.